Án phạt kinh hoàng của Hưng Đạo Vương. Trần Hưng Đạo vốn là một danh nhân nổi tiếng cả trong nước lẫn quốc tế. Trong sự nghiệp cầm binh của ông, người ta còn truyền tụng một câu chuyện về án phạt khiến ai cũng rùng mình kinh hãi khi nhắc đến. Chuyện kể rằng Phạm Nhan có cha là người Hoa và mẹ là người Việt sống ở đất Việt, nhưng hắn lại xung phong dẫn đường cho quân Mông Nguyên tiến hành xâm lược, gây ra biết bao cái chết cho dân lành. Sau hắn bị Ít Kiêu bắt mang về cho Trần Hưng Đạo xét xử. Khi ấy, Phạm Nhan xin được ăn một bữa cuối cùng để không phải trở thành con ma đói. Hưng Đạo đã cho hắn ăn máu đàn bà đẻ, tức kinh nguyệt phụ nữ, sau đó mới phân thành 3 phần khác nhau, vứt ở 3 nơi: rừng, nước và đồng bằng. Do đó khi Phạm Nhan mất thì biến thành con muỗi tìm cách chích đàn bà phụ nữ. Tới ngày rụng dâu bị đau bụng là mắc bệnh, Phạm Nhan muốn chữa được phải tới đền thờ ở Kiếp Bạc gặp Trần Hưng Đạo làm phép. Trong cái thời đại mà thân phận người phụ nữ vốn dĩ đã rất thấp, hình phạt này quả thực tàn nhẫn đối với danh dự của bất kỳ một người đàn ông nào.